Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay cho các bạn xem những chiếc container hôm qua mình quay đây. Thì không biết lý do gì mà ảnh chạy ga xong là ảnh đậu từ hôm qua cho đến hôm nay luôn, ảnh đậu ở ngoài kia là và thả neo ha. Thì như các bạn thấy thì khói nó ngục ngút trời hết, chắc mình nghĩ là trục chặt hay là lý do gì đó. Thì cái khoảng cách từ đây ra đó rất là xa nha các bạn, có thể là mình nói là có thể là trên 5-6 cây số ha, rất là xa. Thì mình cố gắng zoom hết cỡ để cho các bạn xem đây. Thì thường thường thì mình quay cho các bạn xem thì những chiếc xà lan bủa khói, bủa mây, ông bụt ông tiên xuất hiện. Nhưng hôm nay thì cái cục khói của chiếc tàu buôn xả ra thì có lẽ là nguyên một cái đoàn quân của Ngọc Hoàng xuống luôn, chứ không còn là ông bụt hay ông tiên nữa. Kinh khủng thật chứ, cái cục khói nó bự tràn ơi như là một cái đám gừng mà bị bốc khói các bạn. Quá khủng khiếp rồi. Chiếc này thì hôm qua chạy ra không ra, thấy đó thì bỏ neo xong rồi bắt đầu sửa rồi đại tu hay là thay dầu thay nhớt gì đó các bạn. Dữ thiệt chứ. Cái này mà được đứng kế bên thì thôi tới công chuyện luôn, cục nào cũng lấy nó bự như cái núi các bạn. Quá dữ rồi. Thì mình đã cố gắng hết sức và tìm hết cách á, chim máy quay rồi cầm máy quay ôm máy quay là mới được hình ảnh nó đứng như vậy đó các bạn, chứ thật sự rất là xa. Và cũng như là cái chỗ mình ngồi hiện tại là rất là cao á, cho nên là gió nó thổi cực kỳ là mạnh ha. Cố định cái máy quay hơi khó, thì mong các bạn cũng thông cảm giúp mình ha. Trời ơi nó khói rồi kìa, nó xa cỡ đó đó các bạn. Quá trời đậu 4-5 chiếc luôn rồi. Hay là bốc đang chờ bốc thăm bốc số để mà lấy tài đi thì không biết, hay là chuẩn bị đua đi nữa. Cái anh tàu buôn bên kia mép bên ngoài không biết là lý do gì mà từ sáng tới giờ là mình thấy nó ra khối liên tục nhưng mà chạy không đi các bạn. Hay là kỹ thuật kỹ sư người ta đang sửa máy lại ha. Quá trời cái cục khối nó bự rồi. Dữ gần dợn thiệt chứ. Đây thì có rất là nhiều anh tàu buôn, tàu dầu đậu neo ngoài kia. Cầm dây neo nó bự xa cỡ này để mình còn thấy cầm dây neo nữa các bạn. Khủng khiếp cầm dây neo thiệt chứ. Trời ơi cầm dây neo nó to. Trời ơi má ơi cái lượng sóng. Trời ơi cái chiếc này chạy nhanh khiếp chị. Ít à. Chắc mình nghĩ là gặp trục trặc hay gì đó rồi các bạn. Cho nên là khối nó mới giữ thần gì đây. Quá wow, trời cái cục khối luôn rồi. Dữ lắm xa các bạn. Đây đó là có chục cây số đó các bạn, không gần đâu, mình nghĩ là trên 10 cây, rất là xa luôn. Đây trên 10 cây số rồi. Đây. Bây giờ thì các bạn không thấy chiếc ghe luôn ha, cho nên là mình zoom khá là xa. Trời ơi khói đen kìa má ơi. Không biết là tình trạng như thế nào đây. Neo thì mình nhìn kỹ thì vẫn còn thấy cầm dây neo ha. Cầm dây neo của cái chiếc này thì nó không có to bằng cái chiếc màu xanh bên đây. Cái chiếc màu xanh bên đây thì mình thấy rõ ràng luôn. Còn anh bên này thì mình chỉ ôi quá khứ luôn rồi. Ít à, ok, trời ơi. Quá xa luôn, chiếc này thì chiều dài nó cũng tầm 100 mấy chục mét thôi các bạn. Đây là một chiếc tàu, tàu dầu thì phải.
Ôi ôi, cái cục khói kìa, kinh khủng khiếp thiệt chứ. Ôi ôi, coi kìa. Qua rồi, anh chạy ra tới ngoài kia thì sống thôi thôi. Ôi ôi, nó quánh kìa má ơi, nó ngập tới cái mui luôn. Quá dữ luôn rồi. Không biết anh chạy ra ngoài anh cứu người ta hay là lát người ta cứu ảnh đây, chạy gì khủng khiếp thiệt chứ. Thì cái này là mình nói chơi ha, thật sự chắc mình nghĩ là ảnh chạy ra cái giàn khoan á các bạn. Ở ngoài kia hình như là cái giàn khoan á, đúng không ông Hiệp? Chiếc tàu buôn đang lấy cái neo lên và khối thì đang bung với một cái cục khối mà nó bự hơn cái nhà rồi. Ở phía trước thì trước mũi đây các bạn thấy cái mũi neo lên ha, tại vì nó quá trời xa các bạn. Này đây đó là chắc cỡ trên 10 cây số rồi. Đây là cái mũi neo ở phía trước thì nó đang, mình thấy nó hơi gọi là mờ mờ đây. Còn trên cái phần cabin máy thì khói đã bủa đây. Chắc là ăn cơm ăn nước xong bây giờ xuất phát ha các bạn. Cảm ơn. Ôi anh làng lận tận kìa. Trời ơi. Má ơi, nó quýnh một cái nó là ghe mà yếu yếu là ghim cong hết ha. Trời xa rồi, anh ở phía sau này nó cũng bổ khối luôn đây. Chiếc đó là hình như là hồi sáng giờ là người ta sửa lại á. Dạ còn là gai chú. Dạ, dạ rồi có gì không alo chú. Dạ dạ con đi công việc. Đây thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem một chiếc ghe lưới mini đánh bắt gần bờ ha. Thì cái quán ghe này thì mình không biết từ tỉnh nào luôn, mọi người nào biết thì có thể cho mình ý kiến nha. Ý là sống trong bờ mà cái kiểu cái ghe chiếu xe như thế này thôi thì nhảy sóng thì bao đỉnh rồi. Trời ơi anh lắc kìa. Quá dữ rồi. Quánh một cái nó dở lên như chữ cờ luôn các bạn. Trời ơi má ơi. Quá VIP luôn. Trời ơi nó. Thường thường thì những người đi ghe người ta sẽ ăn cơm rất là nhiều các bạn, tại vì vừa ăn xong là sóng nó đánh một cái là đói nữa rồi, nó dẻ cơm xuống á rồi bắt đầu là đói tục đói là tiếp tục ăn tiếp. Thì bây giờ thì anh đã chạy ngang mặt mình rồi các bạn. Mình thì đang ở trên núi đó, mình đang zoom xuống nó hơi cao với lại là hơi xa chút xíu. Đây là những cái chiếc ghe, cái mẫu cái lái nó giống như là ghe Bình Đại Bến Tre ha. Nhưng cái phần mũi thì nó na ná với cái phần vỏ lãi ha. Quá trời lắc luôn, hai anh ở trên thay đổi chỗ lái luôn rồi. Ô má ơi, dữ thiệt chưa. Cái này mình nghĩ chắc là ghe câu.
Quá trời luôn rồi. Ra tới ngoài đó là cái chỗ lượn sóng nhiều đó các bạn. Một siêu phẩm. Thì ra tới cái chỗ cái dòng xoay đó là ngay chăng cái chỗ khúc cua nước chảy và có sóng nhiều đó ha các bạn. Ok, bây giờ thì đã phất cái hòn rồi. Quá trời khó khăn thật chứ. Thì chiếc ghe này đi ra ngoài biển đánh bắt cái gì mình cũng không biết nữa các bạn. Không biết là lưới hay là câu hay là trong mực. Thì mình thấy là dương một cái cây cờ lên trên, phải nói là nó cao. Quá trời cao luôn rồi. Thì mọi người nào biết có thể cho mình mà thêm một ý kiến nữa nha. Cái gì mà tự nhiên dựng một cái cần cẩu hay là một cái chân gì đó cao khủng khiếp thiệt chứ.